là anh ơi đầu tư ở đâu, dạo này đầu tư ở đâu hả anh? Đấy, mọi người rất hay hỏi câu này, dạo này chỗ nào ngon hả anh, chỗ nào tốt hả anh? Thì tất nhiên là trong nhiều trường hợp biết cái chỗ đầu tư cũng là ngon, nhưng thực tế khi bạn đi biết đi đầu tư ở đâu, bạn xuống đấy bạn vẫn chết như thường. Bạn Đào Thị Mến nói hỏi câu hỏi là em không có kỹ năng, không có hiểu biết thì làm như thế nào? Thì hai cái này là có thể học được. Đấy, tôi ví dụ như là trong cái phần kỹ năng, tôi ví dụ cho bạn Đào Thị Mến một cái, thì tôi cũng giống như bạn thôi, tức là ngày trước tôi cũng không có kỹ năng. Ví dụ giả sử đi mua thì mình phải có kỹ năng đàm phán bất động sản. Thế nhưng bạn ít tiền thì nên đi theo cái công thức này. Công thức đầu tiên là công thức gọi là SSI. Đấy, tức là đầu tiên là bạn có cái kỹ năng. Bạn có một cái kỹ năng nào đó, chỉ cần một kỹ năng là kiếm được tiền rồi. Tôi ví dụ như là kỹ năng về đàm phán bất động sản. Thì nhờ có đàm phán, nói chung là bạn cứ đi chỗ nào bạn đàm phán được rẻ thì bạn mua, 10 đồng, 8 đồng bạn mua. Thì bạn dùng đàm phán để kiếm tiền. Bạn đi đàm phán hộ người khác, ví dụ tôi bận tôi không đi đàm phán được bất động sản. Thì bạn đàm phán hộ tôi rẻ được 200 triệu thì tôi cho bạn 30 triệu. Được không? Thế có được không ạ? Và bao nhiêu bạn đồng ý là cứ một kỹ năng là ra được tiền. Đấy. Bạn có một kỹ năng là bạn sẽ ra được tiền. Ví dụ tôi có một bạn học viên khác thì tôi hướng dẫn cho làm kỹ năng marketing. Đấy. Thì cứ có một kỹ năng là được bán được tài sản là được 1%. Ví dụ bán cái nhà 5 tỷ thì bạn ấy biết chạy quảng cáo Facebook, bạn ấy biết đăng tin. Thì cứ bán cái tài sản đấy bạn chạy hộ cho người ta thôi, mà người ta phải tự tiếp khách. Thì cứ bán được cái tài sản đấy bạn được 1% được 50 triệu. Tôi làm việc với lại một cái anh này làm về pháp lý bất động sản. Và cái deal đấy tôi bán là hơn 80 tỷ thì anh ấy được 20 tỷ. Tốt không đâu mình? Và được 20 tỷ nhờ kỹ năng pháp lý bất động sản. Tốt không ạ? Được bài toán chia đấy. Và bao nhiêu bạn muốn là chỉ nhờ một kỹ năng mà có thể kiếm được 20 tỷ ạ? Bạn phải giỏi một cái kỹ năng nào đó thì bạn có thể tham gia vào bất kể một cái đội nhóm bất động sản nào. Bạn giỏi một cái kỹ năng, tôi ví dụ như là phong thủy. Đấy, xem được khu đất, đánh giá được khu đất là bạn sẽ được tham gia vào một đội nhóm nào đó. Bạn có thể kiếm được tiền. Ví dụ như là cứ đi xem người ta tính là nếu mà giỏi giỏi ấy, thì 10 đô một mét. Bạn đi xem một cái căn hộ 100 mét vuông thì bạn được 1.000 đô. 10 đô một mét vuông mà. Là bạn được hơn 20 triệu thôi. Xem rồi là cúng bái rồi là làm thủ tục. Ý tưởng đấy tốt không? Là bao nhiêu bạn thấy ý tưởng này rất tuyệt vời. Cái đầu tiên là bạn cần phải chọn ra một kỹ năng để giỏi. Đấy, đấy là những cái bạn mà khởi nghiệp thấy ạ, cũng có thể là kỹ năng về bán hàng, bạn có một cái kỹ năng bán hàng, thế thì công ty đưa cho bạn cái bất động sản thì bạn cứ bán được là bạn có tiền, có đứa một tháng kiếm được 200 triệu trực tiếp. Đây tôi trực tiếp tôi đưa tiền cho những cái đồng chí mà gọi là best seller đấy. Đấy, có đứa 200 triệu một tháng, có cái gì đâu, bán 4 ô đất hoặc là 3 ô đất. Đấy, mỗi ô được 50 70 triệu. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là có một kỹ năng là đã kiếm ra tiền. Đấy, bán hàng, marketing là vân vân, rất nhiều kỹ năng. Bạn mà có kỹ năng gọi vốn nó cũng ra tiền. Theo bạn kỹ năng gọi vốn có ra tiền không? Thế thì cứ đi gọi vốn về cho công ty, người ta có thể cắt cho bạn 1% hoặc 2% trên số tiền. Bạn gọi được 10 tỷ thì bạn ăn được 2%, 200 triệu từ nhà đầu tư. Tức là công ty này gọi vốn từ các nhà đầu tư và người ta chiết khấu cho cái người mà đi huy động vốn ấy được 1 đến 2% trên cái số tiền bạn gọi. Ví dụ nhà đầu tư cầm 10 tỷ đến hợp tác với công ty. Đấy. Ý tưởng đấy tốt không? Cái này cũng đâu ít tiền đâu. Làm ngân hàng, nhiều bạn đâu có vay được ngân hàng đâu. Nhiều bạn là tức là đi có mảnh đất đi vay ngân hàng không nào không vay được.
Đấy thì tôi giúp bạn vay được, như ngày xưa là tôi làm tư vấn vay vốn ngân hàng tôi thu 3% mà. Đấy, bao nhiêu bạn thấy là cái có kỹ năng là sẽ kiếm được tiền. Nhưng mà cái kỹ năng này đến từ đâu? Điều tra định giá tài sản. Ví dụ tôi không có thời gian, tôi nhờ bạn thẩm định điều tra hộ tôi cho bạn chục triệu uống nước. Tôi có biết mảnh đất này, nhưng mà tôi không có thời gian thẩm định hộ tôi gái xem thế đắt hay rẻ. Nhà đầu tư người ta sẵn sàng trả tiền. Và cái một cân quan điểm nữa là nhiều bạn nên biết là bạn phải trao đổi với nhà đầu tư thì bạn sẽ có tiền. Đồng ý không ạ? Đấy. Điều tra định giá có thể được 1%. Đấy, tôi điều tra cho anh xem cái tài sản này nó có trục trặc gì không, có bị quy hoạch tranh chấp gì không. Định giá cho anh cái tài sản này đi, xem được như thế đắt hay rẻ. Đấy. Rồi. Thì bạn giỏi mỗi kỹ năng nào đó. Đấy, thứ hai là bắt đầu mới là đến là giỏi rồi thì mình mở rộng nó ra. Scale. Đấy, tức là mở rộng quy mô. Rồi. Mình giải được cái bài này. Thế nhiều bạn thì ví dụ như một mình bạn thì bán bất động sản thì được. Nhưng bạn không thể là tạo ra 10 ông bán bất động sản giống như bạn. Đấy. Thế có bạn thì dùng marketing. Đấy. Nhưng cũng có bạn thì phải đào tạo được 10 người dưới mình bán giống như mình thì thu nhập của mình sẽ tăng. Nhưng là nhiều người bị mắc kẹt ở cái scale. Tôi ví dụ như kỹ năng của một bạn là xây dựng. Xây được một năm xây được bán khoảng 3 cái nhà. Nhưng mà bị mắc kẹt ở cái scale này. Tức là không làm thế nào mà một năm xây được bán 100 cái nhà. Và bao nhiêu bạn đồng ý là nhiều người bị mắc kẹt ở cái mở rộng quy mô ạ? Thế mấy bạn phải đi học. Học về xây dựng doanh nghiệp. Chứ còn cá nhân bạn làm thì dễ. Một mình bạn làm thì ok. Rồi. Đồng ý không? Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đấy, công thức của chúng ta, công thức SSI. Sau đến đến cái số 3 là nhiều bạn mới đến cái đoạn là invest, tức là có thể là đầu tư, tái đầu tư. Ý của cái từ này nó lệch về tái đầu tư. Khi bạn kiếm được tiền rồi. Đấy. Thế thì cái việc của bạn là phải sử dụng cái đồng tiền đấy, đầu tư nó chính xác, nó hiệu quả. Nhiều bạn kiếm được tiền đoạn này đầu tư lung tung mất hết tiền. Sau khi làm được cái một cái hai, tái đầu tư lung tung. Mua mảnh đất xong bắt đầu là nằm chôn ở đấy không bán được. Thế là kẹt hết cả vốn. Có bạn nào như vậy không? Thì tôi coaching cho rất nhiều bạn học viên mà bị rơi vào tình trạng là tái đầu tư sai lầm. Đấy. Tức là không phải bạn không kiếm được tiền. Trước đây bạn đã kiếm được tiền rồi. Nhưng khi tiền về thì bạn đầu tư lung tung. Đấy. Không có định hướng. Và chôn hết vốn. Bài học này hữu ích không đó mình? Đấy. Thì cái việc tái đầu tư này nó đòi hỏi là phải chính xác. Bởi vì nếu không phải bao nhiêu bạn đồng ý là không phải lúc nào cái việc kiếm tiền của bạn cũng thuận lợi. Cái doanh nghiệp của bạn kiếm tiền cũng thuận lợi. Nó có thời điểm của nó thôi. Rất nhiều thời điểm bạn sẽ không kiếm được tiền. Và tiền thì bạn lại tiêu hết rồi. Đó. Rồi. Tái đầu tư là phải chính xác. Cứ đầu tư nhầm là không hiệu quả. Thế là mình nên có cái cách nhìn toàn diện cả một cái bàn cờ. Chứ chúng ta không nên chỉ nhìn một cái quân cờ. Đấy, chúng ta chỉ biết một quân cờ, một quân tốt, một quân xe. Chúng ta cứ cắm đầu vào cái quân cờ đấy. Rồi anh em comment vào ô chat đi ạ. Học cách nhìn cả cái bàn cờ. Đó. Đấy, có bạn thì kiếm được tiền tốt rồi nhưng bạn tái đầu tư vào chính cái doanh nghiệp đó. Thế nhưng mà khổ cái này kẹt tiền ở đấy luôn. Thế nói về cái câu chuyện của kỹ năng thì tôi mới ví dụ cho anh em để anh em hiểu là cái kỹ năng, ví dụ như kỹ năng đàm phán này, kỹ năng bán hàng trong bất động sản nha. Rất nhiều bạn cũng học đàm phán, rất nhiều bạn cũng học bán hàng, nhưng bạn phải lưu ý là trong bất động sản thì hai cái kỹ năng này nhiều bạn mà đã đăng ký của nick BMB rồi. Đấy. Bạn nào đã học BMB comment vào ô chat là số 1 nào để tôi biết anh em đã học rồi. Đấy.
thì nó là ở cái tầng là chiến thuật cũng rất là tốt, đấy nhá, chiến thuật bán hàng, chiến thuật đàm phán. Nhiều bạn đi học đàm phán hay bán hàng cái khác thì chưa chắc đã bán được bất động sản nhé, bởi vì nó có những cái đặc thù riêng. Bao nhiêu bạn đồng ý ạ? Mỗi ngành sẽ có những đặc thù riêng. Bán B2C nó khác, mà bán B2B nó khác. Bán hàng cái sản phẩm ít tiền nó khác, và sản phẩm nhiều tiền nó khác. Ví dụ bán về bất động sản, thì đâu những bạn mà mới sang từ ngành khác sang, làm sao bạn đã hiểu được là khi người ta nói về lợi ích của tài sản, ví dụ nói lợi ích tài sản là gì, thì nào có phải ai biết phân tích lợi ích của tài sản theo tiêu dùng, lãi vốn và dòng tiền đâu. Ví dụ phân tích về lợi ích của tài sản cho khách hàng vào mua chẳng hạn, người ta phân tích ở đây về dòng tiền, nó có thể xây lên cho thuê được 50 triệu một tháng. Về lãi vốn thì nó sắp ra có cái con đường nó làm, có khu đô thị nó làm, và dự kiến là nó sẽ tăng 50% trong năm nay. Và về mặt tiêu dùng, anh mua anh có thể là đi siêu thị này. Đấy. À, về mặt ví dụ như là không khí rất là trong lành, gần công viên này. Ok, bao nhiêu bạn hiểu cái điều tôi chia sẻ? Thì có phải ông bán hàng nào cũng biết chuyên môn về bất động sản đâu? Đồng ý không ạ? Thì khi mà bạn có chuyên môn về bất động sản thì cái việc bán tài sản của bạn nó mới tốt hơn. Rồi. Hoặc một số bạn chỉ đơn thuần là bán cái nhà riêng, cái mảnh đất của mình thôi. Thì có phải ai cũng biết chuyên môn về bất động sản đó. Rất nhiều bạn đang là từ chủ doanh nghiệp, từ ngành nghề khác bạn nhảy sang đây, sang bất động sản, và chưa có chuyên môn về bất động sản, gọi là trắng tinh. Đó. Thì bạn phải trang bị chứ. Tiếp theo là cái quy trình, ví dụ quy trình đàm, vừa đấy là chiến thuật là đàm phán. Tôi ví dụ như là một số bạn là dùng chiến thuật là ví dụ như là trả thấp. Đây, ví dụ này, mình cứ trả thật thấp, đi đâu 10 đồng mình cũng trả thật thấp, trả thật thấp 6 đồng 7 đồng. Thế nhưng mà khổ cái là có chỗ thì trả thấp cái thì nó đuổi mình về, nó bảo mình biến. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Thì nó gọi là chiến thuật, có nghĩa là có lúc thì áp dụng được mà có lúc thì không áp dụng được. Đồng ý không ạ? Đấy. Chiến thuật mà. Thì quy trình thì nó khác một chút. Quy trình có nghĩa là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Quy trình của đàm phán. Đấy, quy trình của đàm phán. Thì cái quy trình này áp dụng trong mọi trường hợp. Rồi. Thì cái lớp mà chúng ta lớp BMB là nhiều bạn học cái này. Đấy. Học chiến thuật. Thì còn một số bạn mà đăng ký học lớp CKB. Đấy. Thì đấy là lớp về chiến lược với quy trình. Đây ạ. Thì cao hơn là chiến lược của đàm phán. Cao hơn. Tức là người ta sẽ suy nghĩ, ví dụ làm nào không phải đàm phán thì tốt nhỉ. 10 đồng mà kéo xuống 6 đồng có vẻ không đơn giản. Ý tưởng thì tốt không ạ? Đấy. Làm nào đỡ phải đàm phán. Thì đấy là mới tư duy ở cái tầng nó chiến lược hơn. Không muốn không phải đàm phán nhiều. Thì tốt nhất là cái khâu báo về là nó phải rẻ rồi. Ví dụ ngay từ khâu báo về tài sản 10 đồng thì người ta đã báo về 8 đồng rồi. Thế đàm phán xuống được 7 đồng thì tốt. À không thì 8 đồng thì vẫn mua. Đồng ý không ạ? Như vậy nó sẽ quay trở về cái khâu phần tìm kiếm là phải làm rất tốt. Tìm cái tài sản ngon là phải làm tốt cái phần đấy. Bạn nào đồng ý với tôi điều này ạ? Nếu bạn tìm cái tài sản ngon thì cái phần đàm phán nó đỡ mệt. Còn bạn mà đi tìm cũng tài sản nó cũng phổ biến. Internet giống như mọi người. Thì làm sao mà có giá tốt được? Bao nhiêu bạn đồng ý tôi điều này? Thì đấy, thì lớp CKB là các bạn sẽ học cái tầng nó chiến lược hơn. Nó suy nghĩ nó chiến lược hơn.
Đấy, hai cái lớp học khác nhau, lớp CKB là lớp chiến lược đầu tư. Rồi. Dành cho những bạn có số vốn từ 500 triệu đến 200 tỷ. Đấy, thì để bổ sung cho anh em về cái phần kiến thức là chiến thuật, quy trình và chiến lược. Rồi. Nó là cái tầng nhận thức. Thế thêm một cái tầng nhận thức nữa mà tôi nghĩ là cũng rất cần thiết cho nhiều anh chị em. Là mọi người thì cũng rất là hay hỏi là hay hỏi cái câu là gì? Đây. Mọi người rất hay hỏi cái câu đầu tiên là anh ơi đầu tư ở đâu? Đấy, where? Thì không phải. Dạo này đầu tư ở đâu hả anh? Đấy, mọi người rất hay hỏi câu này. Đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý tôi điều này ạ? Dạo này chỗ nào ngon hả anh? Chỗ nào tốt hả anh? Thì tất nhiên là trong nhiều trường hợp biết cái chỗ đầu tư cũng là ngon. Đấy. Nhưng thực tế khi bạn đi biết đi đầu tư ở đâu, bạn xuống đấy, bạn vẫn chết như thường. Ví dụ tôi đọc cho bạn miền Bắc đầy tỉnh luôn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, rồi là gì ạ? Hải Dương, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Sơn La, Phú Thọ, rất nhiều địa bàn, Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước, đồng ý không ạ? Vũng Tàu, Phú Mỹ, Tây Ninh, vân vân, rất nhiều địa bàn. Thì cùng ai, bao nhiêu bạn đồng ý là cùng phi xuống đấy thì rất nhiều ông mất tiền ạ. Bởi vì thực ra chúng ta không phải chỉ biết ở đâu mà nhiều khi bạn phải vào cái thời điểm nào nữa. Nhiều khi bạn vào cái thời điểm mà nó đã cao vút rồi. Cái khu vực đấy nó cao vút rồi. Đồng ý không ạ? Có những bạn thì đi sớm quá, ngồi chờ hơi lâu, 5 năm nó mới bắt đầu cất cánh tăng giá. Đấy, giống như tôi ngày xưa đi sớm quá, mua trên Hòa Lạc cách đây tận hơn chục năm. Đi sớm quá, không hiệu quả. Nhưng mà đi năm 2017, đấy, chúng tôi vào tôi mua nhiều hectare Hòa Lạc. Rất là hiệu quả. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Đi sớm quá không thành công, và đi muộn quá thì cũng chả thành công. Đi muộn quá thì vào thì coi như là gọi là người ta hay gọi là đi đổ vô. Rồi. Đi vào và đi ra ở cái thời điểm. Thì cái này ấy, thì nó có rất nhiều nguyên tắc, nhưng mà có một cái nguyên tắc rất là hay mà nhiều bạn có thể áp dụng được. Ở đây bao nhiêu bạn muốn học một cái nguyên tắc ạ? Nhiều bạn thì chỉ có đi vào hay làm gì có đi ra, đi vào rồi ở lại luôn. Đồng ý không ạ? Giống như tôi ngày xưa chẳng hạn ở Phú Quốc, chúng tôi cũng thắng kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên có những miếng thì tôi cảm thấy rất là đáng tiếc. Ví dụ lúc cao điểm, một cái miếng đất khoảng 3.000 mét, mình bán được 45 tỷ, nhưng mình không bán, thì về sau nó tụt xuống còn có 19 tỷ. Đấy. Rồi bán được có 17 tỷ. Đồng ý không ạ? Bạn đồng ý không ạ? Đi vào phải đi ra đúng thời điểm. Có phải lúc nào nó cũng tuyệt vời đâu. Có những lúc thì nó tăng giá thật, nhưng mà vì sao nó khó bán, nó thanh khoản kém. Và khu vực nào cũng như vậy. Ok ạ. Để quay trở lại cái câu chuyện vừa nãy thì là một trong những cái bí quyết của nhiều người đó là được phím hàng. Ở đây bao nhiêu bạn thích là được cái ý tưởng đấy, được phím hàng. Tức là những cái ông có nhiều tiền, những cái người cá mập ấy, là người ta biết là chỗ nào ngon. Đặc biệt một số ông có ảnh hưởng nữa, thì ông ấy phím là anh em sắp tới phi về khu đấy. Đấy chưa? Sau đó lợi nhuận được 50% hoặc 100% thì anh em đi ra. Thế thì rất nhiều bạn là cũng chỉ nhờ mỗi cái đấy thôi mà nên người. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Thế thì, nhưng mà đây là phải được phím hàng là từ những người giỏi và người giàu.
nhé. Chứ còn mà được phím hàng từ ông bạn của mình thì không biết thế nào. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Những cái người đấy, tại sao của những cái người giàu, người ta đã có tầm nhìn mà người ta đi trước rồi. Đấy. Người ta đi trước rồi, người ta giải ngân mấy trăm tỷ đồng. Đấy. Và cái điều đấy, thị trường đấy nó đúng với cả chứng khoán và cả con coin luôn. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Những ông cao thủ, ông ấy phím hàng cho bạn biết khu vực nào đến đấy sớm hơn một bước, đi trước một bước. Và sau đó thì cũng ra sớm hơn một bước. Rồi. Thế còn mình mù tịt ngồi nhà chả có thông tin gì, mình chết là đúng rồi. À, mối quan hệ không có, không có cộng đồng, không có đội nhóm. À. Thế thì bây giờ quan trọng là cái thời điểm đi vào đi ra. Chứ còn nghe bọn nó bảo là dạo này khu kia ngon lắm thì phải xem lại. Và không phải là đấy là cẩn thận lao vào rồi là không ra được. Rồi thì chúng ta nên biết cái thời điểm nó quan trọng. Đấy, thiên thời. Đấy, có những cái luồng thông tin sớm hơn mọi người. Tôi ví dụ như này. À, ví dụ như là nó sắp thông cầu rồi, ngày mai nó ký cái quyết định sát nhập gọi là cái huyện này về thành phố này. Đấy. Tuần sau nó ký, tuần này vào tiền là hợp lý, đồng ý không ạ? Tuần sau nó bắt đầu triển khai marketing dự án. Đấy. Tuần này vào tiền là hợp lý, sớm quá không được mà muộn quá thì cũng chả có cái gì. Đấy. Ok, bài học này tốt không đó mình ạ? À? Không phải là người đi tiên phong và cũng không phải là người đi sau cùng. Đó. Thì bây giờ để nhận định được cái câu chuyện đấy thì rõ ràng là bạn phải trang bị kiến thức kinh nghiệm hoặc là phải có những người đồng đội có kinh nghiệm thì người ta mới đánh giá nhận định được cái khu đấy nó là còn rẻ đấy. Sắp tới chắc chắn là nó sẽ tăng giá đấy. Được chưa ạ? À, lý do nó tăng giá bởi vì một là, hai là, ba là như này, là người ta có thể là người ta tính được và người ta thẩm định được. À. Và ngoài ra ấy, trực tiếp người ta ấy, cũng là tôi chia sẻ với bạn những cái đội cá mập hơn một chút, những đội mà tài chính tốt hơn một chút thì đôi khi là họ làm thị trường luôn. Thôi thì tôi bỏ ra mỗi tháng 500 triệu đăng báo lên cho các ông đọc. Đấy. Có được không? Đi cùng gọi là follow the leader, đi theo nhà lãnh đạo, thế có được không? À, thì mọi người chưa biết khu này thôi, để tôi đăng báo cho anh em. À, tôi bỏ ra mỗi tháng 500 triệu thì 4 tháng nó mất có 2 tỷ thôi. Thì nó cũng không là gì so với tổng số tiền tôi thu về. Đấy. Rồi. Thế này anh em mà cứ bảo là ôi em nghe ở đây chỗ nọ chỗ kia, đấy là những người tạo lập thị trường. Đấy, người ta có đủ sức để người ta tạo lập thị trường. Đấy ạ. À, báo ở đây bao gồm là báo chí và truyền hình. Đấy. 500 triệu thì đăng được khoảng độ tầm 5 đến 7 tờ báo rồi. À, thêm 1-2 cái bản tin thời sự. À, tiếp theo, nhiều người thì chúng ta còn phải biết là mua cái loại gì. Nên là cứ nói là suốt ngày hỏi nhau mua ở đâu vẫn chết như thường. À, bạn đồng ý với tôi không ạ? Biết khu đấy, nhảy vào mua, dính quy hoạch. Dính quy hoạch. Quy hoạch mở đường, quy hoạch làm công viên. À, quy hoạch là nó làm các đại đô thị, thế là bạn vẫn mất tiền. Loại của bạn là loại dính quy hoạch. Đồng ý không ạ? À, bài học này quan trọng không? Đây là các cái câu hỏi, được chưa? Mà bạn cần phải hỏi trước khi vào một thương vụ, chứ không phải chỉ có mỗi hỏi là mua ở đâu. Thế nhiều bạn cứ suốt ngày hỏi tôi mua ở đâu, bạn giỏi ở khu nào, làm ở khu đấy cũng được. Đấy.
thì nó có hai loại. Một là mình giỏi, mình thống lĩnh cái khu vực của mình am hiểu. Đấy. Chỗ nào mà thò ra giá rẻ phát mình biết ngay. Nhưng mà cái kiểu thứ hai đấy là như này này, mình biết cái khu mình là nó không ăn thua nữa rồi. Đấy, là mình phải đi tìm chỗ khác để tránh cái tình trạng gà què ăn quẩn cối xay. Đồng ý không ạ? Thì mình phải sang chỗ khác. Nó tiềm năng hơn. Rồi sau đó mình quay trở lại khu nhà mình sau. Đấy, có hai cái kiểu đấy. Mà chúng ta đi xa thì chúng ta không có đồng đội. Chúng ta lại đến một khu vực hoàn toàn mới thì nó rất là mất thời gian để mà tìm hiểu đánh giá thị trường. Đấy, nên mới cần đồng đội. Rồi. Thế tôi bảo nhiều bạn đi học đâu phải chỉ để học đâu. Bạn cần đồng đội ở các khu vực. Thế giờ mua xong, thế ông nào ông làm pháp lý giấy tờ cho mình, ông nào ông bán ra cho mình, thế mua xong về mất tích rồi còn đâu. Vâng, có bán ra được đâu. Muốn bán ra có bán được đâu. Ở đây có nhiều bạn như thế không? Vâng. Ở đây bao nhiêu bạn nhận thấy là mua vào rất dễ và bán ra rất khó. Vâng, bạn nào đã đang trải qua cái này rồi. Không mua thì dễ thế mà sôi động thế, mà bây giờ bán ra thì khó thế nhỉ. Lý do là bạn không có đồng đội, không có người triển khai. Cũng có thể là bạn đã đi ra không đúng thời điểm. Được chưa? Thời điểm đi ra của bạn phải 3 năm nữa thì sao? Rồi. Hoặc là thời điểm đi ra của bạn đáng nhẽ phải cách đây 6 tháng. Hoặc đáng nhẽ phải trước dịch COVID. Đấy. Đồng ý không ạ? Rồi. Hoặc đáng nhẽ khi mà nó 10 đồng nó chưa phải lên 40 đồng mà nó bạn đi ra với giá khoảng 30 đồng hoặc 25 đồng là bạn phải đi ra rồi. Thì bây giờ bạn đợi đến 40 đồng rồi thì bán nó khó. Rồi. Chúng ta không chỉ có what, chúng ta còn có how. Đấy. Thì mình có chiến lược đầu tư gì không? Làm như nào? Cái cách làm như nào? Mình không có chiến lược gì. Ví dụ chiến lược là mua rẻ. Đấy, phải mua thật rẻ. Không phải rõ ràng. Chiến lược ví dụ mua phân lô bán. Đấy. Chiến lược là ví dụ như là đón đầu. Đón đầu thông tin. Đón đầu gọi là hạ tầng, vân vân. Thế thì nhiều anh em là chả có chiến lược gì thì phải học lớp 49 chiến lược. À, bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Thế rồi làm bán ra thì không biết làm bán như thế nào. Đây, tôi đặc biệt là nhiều anh em là thiếu cái phần kỹ năng. Thiếu kỹ năng. Tức là bán thì có bán được đâu. Đấy. Đi tìm thì không tìm thấy. Không biết cách tìm. Ở đây bao nhiêu bạn đồng ý ạ? Không biết cách tìm tài sản này à. Đấy. Nghe ông bạn giới thiệu cho 1-2 miếng này, xuống xem thì xong múc. Chứ mình đâu có biết phương pháp tìm đâu. Ví dụ nó phải có tầm khoảng độ 7 cách tìm kiếm tài sản để bạn áp dụng cùng một lúc. Nhiều bạn là thiếu cái phần kỹ năng. Cái phần bạn học kỹ năng là bạn đang học cái phần how à. Yeah. À, kỹ năng là xếp vào phần how. Nên học kỹ năng là cái tầng nhận thức trên này là cao phết rồi đấy. Biết làm như nào rồi. Đấy. Bây giờ vào mua, mình không muốn rủi ro thì mình phải học 20 phương pháp quản trị rủi ro. Mình xuống tiền mình cũng không sợ mất. Đấy. Rồi. Để chúng ta tiếp theo là chúng ta còn đến phần là why. Đấy. Cái lý do, cái động lực hành động của chúng ta. Đấy, nên là tôi mới nói nhiều ông đóng tiền, động lực nó mạnh. Đóng càng nhiều tiền, động lực càng mạnh. Tại sao? À, quyết tâm gỡ lại những gì đã mất. Đóng tiền là trường hợp đấy là phải có nỗi đau rồi, phải có động lực người ta mới lên đường. Bạn đồng ý không ạ? Nó phải có động lực. Học miễn phí xong làm thì thôi.
mất cái gì đâu, học bỏ tiền ra, bỏ tiền ra rồi học không không làm à, không làm là phí tiền, không hành động phí tiền, không đi xây dựng mối quan hệ phí tiền, không triển khai hành động mua bán tài sản phí tiền. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Cứ bỏ tiền ra là sẽ thông minh. Rồi, nhiều người ấy chả biết làm như nào nhưng mà động lực rất mạnh, nó chạy long lên sòng sọc ấy, nó vẫn tìm ra cách làm. Chả biết làm nào nhưng mà động lực mạnh. Rồi, who, đấy, tôi là ai, đây là đâu, tôi đang ở đâu thế này, được chưa? Nếu mà cái định vị này thay đổi, bạn định vị là tôi chỉ là con cò thôi thì đúng là muôn đời bạn là con cò thật. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Tôi, cái phần này tôi nghĩ là chủ đề rất hay. Tôi, đây là cái sự tự nhận thức về bản thân. Tôi già rồi, tôi chắc là không tiếp thu được, tôi tốt nhất là không học hành gì, đời tôi chỉ thế thôi, rồi cuối cùng nó chỉ thế thôi. Em thì trẻ quá, em thì không có vốn thì chắc chả làm ăn gì, đời em chỉ thế thôi thì em cũng chỉ thế thôi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Tôi là ai, đây là đâu, mà nó là cái sự tự nhận thức của bản thân bạn. Nôm na là như này, bạn là đạo diễn, bạn viết kịch bản, bạn sẽ đóng một cái bộ phim. Bộ phim đấy kể về một người là ngày xưa khó khăn vật vã rồi ngu xuẩn, những hành động sai lầm, và sau đó thì tìm ra được chân lý, tìm ra được ánh sáng, tìm ra được phương pháp, rồi cuối cùng đi tới thành công, trở thành tỷ phú, triệu phú đô la. Được không ạ? Đấy là view đạo diễn, bạn tự bạn viết kịch bản như thế. Rồi bạn là diễn viên, bạn đóng cái bộ phim đấy luôn. Khả năng thứ hai, bạn tự viết, bạn là đạo diễn, bạn viết kịch bản cho đời bạn. Gia đình em không ai dạy dỗ gì em cả. Đấy, em cũng chả biết gì về kinh doanh, tài chính, đầu tư. Nhưng mà em thì cũng nghĩ là mình không làm được. Đời em chỉ thế thôi. Và từ giờ đến cuối đời chỉ thế thôi. Đấy. Thế thì bạn tự bạn viết cái kịch bản đấy. Bạn cũng tự mà đóng cái bộ phim đấy luôn. Bạn là diễn viên cho cuộc đời của bạn. À, bao nhiêu bạn thích cái ý tưởng này? Bạn phải thay cái kịch bản của bạn đi. Bạn muốn viết cuộc đời kiểu khác thì bạn phải thay cái kịch bản. Bài học này tốt không? Đâu mình ạ? Tôi gặp khó khăn dịch Covid khiến cho cuộc đời của tôi đi xuống và từ đó nó xuống hẳn. Và tôi sẽ đóng bộ phim này đến cuối đời về sự đi xuống của cuộc đời tôi. Thì tùy bạn thôi. Không có đúng, không có sai. Bạn là đạo diễn mà, bạn viết kịch bản như nào bạn tự mà đóng như thế. Đạo diễn và kiêm diễn viên đấy ạ. Đấy, xin mời bạn tự diễn cái vai của mình. Thế bạn đóng vai gì? Sao không đóng vai siêu nhân? Sao không đóng vai anh hùng? Sao không đóng vai gọi là những người gọi là cống hiến cho đất nước? Đấy, bạn toàn đóng mấy vai vớ va vớ vẩn nên là đời bạn khổ. Tự viết lại kịch bản, bài tập nhá. Đấy là cái bài tập cho bạn, bài tập viết cái kịch bản cuộc đời của bạn. Rồi, rồi, bài tập này tôi nghĩ là rất là hữu ích cho nhiều bạn đấy. Bài tập viết kịch bản cuộc đời. Đấy, cái bài tập này tẹo nữa nghỉ giải lao lớp mình làm. Đấy.
tôi là ai, đây là đâu. Đó. Cái who này ở đây nó nói về việc mà về việc nhân sự, nói về việc các mối quan hệ. Đấy, là con người. Ê, tôi không biết xây nhà như nào. Được chưa? Tôi cần gì biết xây nhà, nhưng tôi biết ai là người biết xây nhà. Và cuối cùng tôi vẫn có một cái nhà. À, bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Chúng ta có thể không biết cái how làm như thế nào, nhưng chúng ta biết ai là người biết làm cái điều đó. Thì cái tầng nhận thức của who ấy, nó cao hơn cái tầng nhận thức của how. Ví dụ, bạn chả cần phải biết đầu tư như nào. Bạn đang là một chủ doanh nghiệp ngồi trong lớp học này, bạn chả có thời gian học hỏi kinh nghiệm. Nhưng bạn biết tôi, bạn đăng ký coaching, tôi tư vấn cho bạn. Chỉ trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng thì lập tức bạn biết luôn là thì đã hiểu rồi, nhanh nhẹn, nắm bắt được vấn đề. Đầu tư ở đâu? Đầu tư cái loại gì? Thời điểm này vào có hợp lý hay không? Đấy, chiến lược đầu tư nào? Và tôi đưa cho bạn một số anh em gọi là đồng đội để bạn có cái động lực làm chung với nhau. Đồng ý không ạ? Bạn chả biết đầu tư như thế nào. Bạn và tôi chả biết đầu tư bất động sản như thế nào. Nhưng mà tôi biết thầy Tiến. Thế xong, thế tôi nhờ thầy Tiến tìm cho tôi, hoặc là tôi nhờ thầy Tiến chỉ cho tôi. Xong. Thế chứ cần gì bạn một cần phải là tôi nói rồi, bạn không cần phải biết xây nhà, bạn vẫn có nhà như bình thường. Đó, tôi kết nối cho bạn, bạn cần gì biết phân lô bán. Tôi, bạn biết tôi giới thiệu cho bạn một ông phân lô, bạn chả phải làm luôn. Bạn chả biết phân phối, bạn cần gì, tôi ví dụ này. Một cái bạn, bạn học lớp combo của Nick, bạn đi bán ở Cam Lâm. Ngày xưa nó có ba, nó có ấy đâu, không có phân lô xong có ma nào bán được đâu, hơn 70 lô đất. Tôi giới thiệu cho một đại lý, không, hai đại lý phi vào, thì bán phát hết luôn hơn 70 lô. Và tôi đông đó mình, tôi đông ạ. Thế đi vào cộng đồng Nick thì mới có mối quan hệ gì. Thì cần gì phải biết phân phối như nào, cần gì biết bán như nào, nhưng mình biết ai là người có thể bán được. Đấy. Rồi, cái đấy là sự tự nhận thức. Việc có một là nó có hai nghĩa hiểu. Tôi là ai? Và tôi có thể không cần phải biết làm như thế nào, nhưng tôi phải biết ai là người có thể làm tốt cái việc đó. Rồi, đấy là who. Thế là bạn cứ ở nhà không nghĩ ra được đâu. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Mối quan hệ nó cũng không ở nhà, cơ hội nó cũng chẳng ở nhà. Rất nhiều người tài giỏi ở rất nhiều mảng miếng khác nhau, thuê cho thuê lại, mua nhà, sửa bán, đầu tư vendo, đầu tư dự án, được chưa? Đấy. Lập dự án, mua phân lô bán, mua xây cho thuê, đầu tư khách sạn, đầu tư căn hộ. Thế thì bạn, nhiều trường hợp bạn có cần gì biết làm đâu. Đấy, bạn vào Nick và bạn gặp rất nhiều người có năng lực như vậy. Rồi. Đó, hoặc là chúng tôi kết nối cho bạn. Ví dụ bây giờ bạn nói em đang định xây khách sạn 100 phòng, tôi kết nối cho bạn một người khách sạn 100 phòng luôn. Bạn đi tham quan thực tế. Mà thay vì mất 5 năm người ta mới mày mò mà người ta mới nghĩ ra được, mà người ta biết thế nào là đúng sai, thì mình tiết kiệm 5 năm. Thế mình có được không ạ? Bình thường theo bạn có dễ gặp được một chủ khách sạn 100 phòng không? Xong bắt đầu người ta lại còn xòe hết ra cho bạn cái bí quyết. À, người ta dành thời gian cho bạn. À, chỉ cho bạn những cái sai lầm. Có thế có không ạ? Ở ngoài có nhiều không? Không có đâu. Vâng. Tôi chia sẻ bạn chẳng qua là đồng môn với nhau thôi. Cùng trong cộng đồng Nick thì thì tôi với bạn biết nhau, cùng đồng môn, cùng chỗ học. Thì tôi chỉ cho bạn một vài cái điểm mấu chốt nhanh. Tôi mời bạn tham quan đến khách sạn ở miễn phí. Thế bên Nick có nhiều anh học viên như thế mà. Rồi, cứ đến chơi là miễn phí. Đấy, đón tiếp anh em. À, thế có tốt không ạ? Và nếu có cơ hội nào thì chúng ta hợp tác với nhau luôn. Đấy. Rồi, xong phần who nhá. Cuối cùng. Đấy, sứ mệnh.
bạn nào lên đến cái tầng nhận thức này là rất là cao. Ở cái tầng sứ mệnh này ấy, những người mà có sứ mệnh tuyệt vời, đã gọi là sứ mệnh có nghĩa là gì? Vì bản thân hay là vì người khác. Đấy, những người có sứ mệnh thì sẽ thu hút được rất nhiều người đi theo mình. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Và nó sẽ giải quyết được hết những cái phần dưới. Những người có một cái sứ mệnh rất mạnh mẽ và một cái quyết tâm. Ví dụ như là nếu mà Bác Hồ, như chúng ta là có Bác Hồ là có sứ mệnh giải phóng dân tộc. Đấy, thì tất nhiên là sẽ rất nhiều người tài năng tuyệt vời đi theo Bác. Không phải vì tiền, đồng ý không ạ? Cũng không phải vì cái quyền lợi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Rồi. Thì cái tầng này rất là cao, không có tiền vẫn làm, phục vụ công hiến. Đấy, thì nên cái tầng này rất là cao. Những cái người mà ở cái trình độ nhận thức trên này, họ cứ nói sứ mệnh của tôi là thế nọ thế kia, thì ở dưới thường không hiểu. Điều đấy không có nghĩa là chúng ta chỉ làm phần trên này thì cứ mỗi sứ mệnh thôi, thì không làm cái gì cả, thì hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Mà ở đây bạn nên hiểu là chúng ta ấy, là giống như bên bất động sản ấy, thì tôi khuyến khích nhiều anh chị em hãy làm bất động sản. Nhưng mà có những bạn có những cái sứ mệnh rất tuyệt vời, đem lại cái giá trị cho những cái người tiêu dùng, đem lại cái giá trị cho nhà đầu tư. Có những trường hợp thì cái sứ mệnh là bảo vệ thiên nhiên. Đấy, chứ không khuyến khích là như bên Nick không khuyến khích nhiều anh em là phá rừng phá núi. Làm bất động sản thì ví dụ như ưu tiên giữ nguyên cái hiện trạng hoặc cảnh quan thiên nhiên, sông hồ biển các bạn nên làm đẹp hơn, chứ không phải là phá hoại cảnh quan. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Thế những người mà cái phần làm phần bất động sản nhưng mà họ có một sức mạnh tốt, ví dụ đem lại cái chỗ ở cho nhiều người nghèo, cũng có những cái gọi là chỗ ở tuyệt vời. Đấy, thì những cái người mà có sứ mệnh như thế thì thường sẽ được xã hội ủng hộ, đem lại công ăn việc làm cho địa phương, đóng thuế chứ không phải là trốn thuế của nhà nước, đồng ý không ạ? Thì đóng thuế ra đầy đủ, đem lại công ăn việc làm, an sinh xã hội. Rồi. Và nếu bạn cái tầng nhận thức gu này bạn cũng làm rất là tốt. Tôi ví dụ như là một số bạn là định vị mình là chủ đầu tư, thì toàn bộ phần dưới này sẽ thay đổi. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Nếu bạn là chủ đầu tư, toàn bộ phần dưới sẽ thay đổi hết. Chiến lược như nào, mua cái loại gì, mua ở đâu, đấy, thay đổi hết. Thay đổi cái định vị, toàn bộ phần dưới này sẽ thay đổi. Đây là một trong những phần kiến thức hay nhất mà nhiều bạn học ở Nick ấy, bạn sẽ thấy là tôi hướng dẫn cho bạn không phải để đi bạn múc một cái mảnh đất. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đấy là cái sự khác biệt rất nhiều. Không chỉ là cái tư duy là ra múc một mảnh đất hoặc một cái ngôi nhà. Đấy. Đó. Bạn là một nhà đầu tư lười, định vị nhá, là một nhà đầu tư bán thời gian. Hành động tất cả nó sẽ thay đổi hết. Định vị là bạn là người giỏi nhất Việt Nam trong một cái mảng bất động sản nào đó, bất động sản du lịch, bất động sản khu công nghiệp. Định vị của bạn là bạn giỏi nhất cái tỉnh của bạn, cái thành phố của bạn về cái loại hình bất động sản nào đó. Lập tức toàn bộ phần chiến lược, phần loại hình và làm ở khu vực nào nó sẽ thay đổi. Rồi, bạn nào đồng ý tôi điều này? Định vị của bạn là chuyên về tài sản thanh lý của bên ngân hàng, lập tức tất cả dưới này thay đổi. Rồi, tốt nhất lý tưởng bạn nên rõ ràng về bản thân, định vị mình là ai, cái lý do, cái động lực của mình. Mình cũng có những cái chiến lược triển khai, mình cũng biết là đầu tư cái loại gì thì nó hiệu quả, loại gì thì không hiệu quả. Mình biết là thời điểm nào đi vào và thời điểm nào nên đi ra. Và mình cũng biết là dạo này ở đâu thì tốt. Rồi. Thế thì nếu mà bạn mà càng lấp đầy được rồi cái gọi là cái cấp độ nhận thức này thì bạn càng thành công.
Chúng ta đang ở cái chủ đề là đây là mấy đây? 2, 4, 6, 7. À. Đây chúng ta là có cả 7 cấp độ nhận thức luôn. Đó. Không phải là 6 cấp độ nhận thức mà đây là 7 cấp độ nhận thức rồi. Đấy. Bao nhiêu bạn thấy bài học này rất tuyệt vời? Bạn hãy comment vào ô chat nào.